Bruno. Thánh Bruno sinh khoảng năm 1035 tại Cologne, nước Đức, và từ trần năm 1101 tại Calabria, miền nam nước Ý. Chúng ta biết được rất ít về đời sống thơ ấu của Ngài. Có lẽ Ngài thuộc gia đình quý phái The Holstenfors và được giáo dục ở trường thánh Kernebert tại Sinh Quán. Sau đó, dường như Ngài đã bỏ Cologne để theo học tại Reims và từ đó tiếp tục học triết ở Tours. Sau này, chúng ta biết Ngài làm thủ lãnh các trường Reims, làm trưởng ấn địa phận và làm kinh sĩ tòa tổng giám mục. Chắc chắn Ngài là một trong những học giả lừng danh thời đó. Nhiều người đã tới Reims để thụ giáo với Ngài. Trong số đó có Aldus de Gentilan, là người sẽ trở thành giáo hoàng với danh hiệu Urbano thứ hai. Các sách chú giải về Thánh Vịnh và các thư Thánh Phaolô là những tác phẩm chúng ta còn lưu giữ được, chứng tỏ thánh nhân là một học giả có thể giá và là người hiểu biết tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Vào thời của Ngài ít có người hiểu biết được như vậy. Các thử thách đổ xuống cuộc đời Thánh Bruno kể từ khi Đức Tổng Giám mục Gervas qua đời năm 1068 và Manasses được đặt kế vị. Manasses là một người khô khan và hung bạo, đã chiếm được ngay tòa giám mục nhờ việc buôn thần bán thánh. Bruno đứng đầu những nhóm kinh sĩ chống lại và bị triệu về Roma. Manasses trả thù bằng cách tịch biên tài sản và buộc các ngài phải trốn khỏi thành phố. Bruno trốn về một nơi gọi là Brochel, ở tại nhà một người bạn tên là Adam. Lần kia, trong khi đi dạo tại vườn nhà Adam, Bruno với hai người bạn là Rafa Fussos đã bàn về bản chất giả tạo của các thú vui trần thế và niềm vui của đời sống chiêm niệm. Lửa nhiệt tình bùng cháy, họ quyết định sẽ bỏ thế gian để sống đời cầu nguyện, ngay khi nào hoàn cảnh cho phép. Nhưng rồi, Fussos phải đi Roma để trình bản cáo trạng tổng giám mục. Bruno không thể bỏ Reims khi Đức Tổng Giám mục còn tại vị. Cuối cùng, khi Đức Tổng Giám mục bị truất ngôi, chỉ còn Bruno trung kiên với dự tính. Sau khi Manasses bị truất ngôi, vị đặc sứ tòa thánh muốn đặt Bruno làm Tổng Giám mục. Nhưng lúc ấy, thánh nhân đã trốn khỏi Reims cùng với 6 người bạn, tới một nơi gọi là Sacer Fontana. Ngài ở gần tu viện Molasmer, là nơi Thánh Roberto làm đan viện phụ. Có lẽ Bruno là tu sĩ của tu viện này một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Bruno đã không ở lại đó. Ngài muốn tìm một nơi xa vắng hơn để khỏi bị du khách quấy rầy. Năm 1084, Ngài cùng với 6 người bạn tìm đến miền núi Savoy. Trên đường đi, các ngài dừng chân tại Renover để tham khảo ý kiến Đức cha Holmes, một học trò cũ của ngài. Vị giám mục thánh thiện đã mơ thấy 7 ngôi sao sáng trên một miền xa thuộc dãy núi Trasos. Biết rằng Bruno cùng với 6 người bạn của ngài là những ngôi sao ấy, Đức cha đã không chần chờ dẫn họ ngay tới nơi mà giấc mơ đã chỉ cho ngài. Đây là một nơi đủ yên tĩnh. Bruno và các bạn liền cư ngụ tại đó. Các ngài làm một nhà nguyện nhỏ và 7 cái lều chung quanh. Đó là bước đầu của một tu viện lớn vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, là nhà mẹ của một hội dòng mang tên Chartreuse. Nhưng rồi,
Thánh Bruno đã quá lừng danh và không thể yên thân được lâu. Năm 1090, Đức Urbano thứ hai, một học trò cũ của ngài đã nhớ đến thầy cũ và triệu về Roma làm cố vấn. Dầu vậy, Đức Giáo Hoàng cũng sớm nhận ra rằng không có chỗ trong giáo triều dành cho Bruno. Ngài ban phép cho thánh nhân rời Roma với điều kiện là phải có mặt tại nước Ý. Trong thời gian vắn vội tại giáo triều, thánh Bruno đã gặp nhà quý tộc Brugger miền Sicily. Khi rời Roma, ngài đến cư ngụ ở nơi nhà quý tộc hiến cho, tại Lerter miền Calabria. Ngài thiết lập ở đó một tu viện thứ hai, theo kiểu mẫu dòng Trosus. Ngày 6 tháng 10 năm 1101, ngài từ trần. Khi chưa có dịp trở về thăm tu viện thứ nhất của ngài.